Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát. Nhắc đến laptop văn phòng đa tác vụ, màn hình xoay gập 360 độ ấn tượng, thiết kế sang trọng cao cấp mà giá lại cực kỳ học sinh sinh viên thì chắc chắn không thể bỏ qua mẫu laptop HP Pavilion X360. Và ở phiên bản thì mình đang có ở đây thì HP sẽ mang đến những điều mới mẻ nào thì hãy cùng mình bắt đầu video nhé. Trang nhã là những cảm nhận đầu tiên khi mà mình nhìn vào chiếc laptop này. HP Pavilion X360 thì mang đến thiết kế đơn giản, thanh lịch với các đường nét được bo tròn góc cạnh, mặt tông màu vàng gold hiện đại. Trọng lượng máy sẽ rất là nhẹ, chỉ 1,5 kg, và các bạn có thể dễ dàng đặt máy nhỏ gọn gàng trong ba lô hay là túi sách, tiện lợi khi mà mang ra ngoài. Và như các bạn đã biết thì ở mức độ hoàn thiện của HP lúc nào cũng ở mức tốt, và chỉ ở cái tên thôi đã nói lên tất cả. HP X360 là một mẫu có thể mở được 360 độ, và các bạn có thể biến một chiếc laptop bình thường thành một chiếc máy tính bảng đúng nghĩa chỉ trong vài giây. Và để làm được điều này thì HP đã trang bị bản lề kép ở hai bên bằng kim loại rất chắc chắn, ngoài ra còn được mạ bóng rất sang trọng. Tuy nhiên thì sẽ khá dễ xước sau khi các bạn sử dụng được một thời gian, và điều này thì khó tránh khỏi vì đây là chất liệu bóng nên mọi người nên lưu ý một chút nhé. Với phiên bản mình đang có ở đây thì HP Pavilion X360 sở hữu mức giá hơn 22 triệu đồng. Các bạn sẽ được trang bị full kim loại, mặt lưng máy trơn mịn với những đường vát mép mềm mại. Logo HP thì được đánh bóng nổi bật đặt ở chính giữa, những chi tiết cực đơn giản nhưng chế tác cực kỳ tỉ mỉ tạo nên vẻ ngoài đẹp mắt và thu hút của chiếc máy này. Vì là phiên bản X360 nên các bạn sẽ được sở hữu màn hình cảm ứng đa điểm, dễ dàng thực hiện các tác vụ văn phòng cơ bản chỉ với một lần chạm. Và đi kèm sẽ có bút cảm ứng hỗ trợ đắc lực khi các bạn thực hiện những thao tác cần độ chính xác cao. Tuy nhiên vì là màn hình phủ kính nên sẽ bám vân tay khá nhiều, các bạn thì nên cần vệ sinh thường xuyên nhé. HP Pavilion X360 thì được trang bị màn hình cảm ứng 14 inch với độ phân giải Full HD, tấm nền IPS, độ sáng 250 nits, 45% NTSC. Đây là các thông số và độ sáng ở mức thông dụng cho những dòng laptop văn phòng, đủ để đáp ứng nhu cầu hiển thị trong những không gian quen thuộc như là lớp học, văn phòng hay là ở nhà. Và ba cạnh viền thì siêu mỏng, cạnh trên thì được trang bị webcam 720p HD và micro tiêu chuẩn, đủ để các bạn có thể thuận tiện cho việc học tập và làm việc trực tuyến. Và chuyển xuống dưới thì sẽ là phần bàn phím. Bàn phím thì có thiết kế đẹp, hành trình phím hợp lý, độ nhạy cao, giúp các bạn có thể soạn thảo văn bản nhanh chóng dễ dàng. Khung bàn phím bằng kim loại thì cực kỳ chắc chắn. Các phím bấm thì được thiết kế vuông vắn và có diện tích tương đối lớn nên việc thao tác thì rất là thoải mái. Về touchpad của chiếc máy này thì có kích thước lớn, được phủ một lớp nhám mịn giúp việc thao tác di chuột của các bạn luôn được chuẩn xác và mượt mà. Và đặc biệt thì máy còn được trang bị cảm biến vân tay giúp tăng tính bảo mật. Cảm biến vân tay là một chạm được đặt ngay dưới phần bàn phím, vô cùng nhạy, giúp tiết kiệm thời gian mở máy và bảo vệ dữ liệu trong laptop của các bạn tốt hơn. Ở đây thì các bạn sẽ có một cấu hình có thể phục vụ tốt tất cả các tác vụ văn phòng, giải trí cơ bản hay là chỉnh sửa hình ảnh đơn giản, hiệu quả nhờ chip Intel Core i7-1165G7, card tích hợp Intel Xe Graphics, bộ nhớ RAM là 8GB và SSD 512GB. Cấu hình này thì cũng mang đến khả năng đa nhiệm ổn định, truy xuất dữ liệu hình ảnh nhanh chóng, tạo không gian lưu trữ tốt, tối ưu hiệu suất cho bạn. Laptop HP Pavilion X360 thì được trang bị khá đầy đủ các cổng kết nối, bao gồm hai cổng USB Type-A, một cổng USB Type-C, hỗ trợ Power Delivery và DisplayPort, một cổng HDMI, một jack audio combo và một khe thẻ SD. Với công nghệ B&O Audio đem đến những phút giây giải trí bùng nổ cùng âm nhạc phim ảnh với chất lượng âm thanh hoàn hảo cho người dùng. Máy thì sẽ sử dụng pin là 3 cell pin li-ion, mang đến thời lượng pin tương đối dài để các bạn có thể làm việc liên tục mà không bị gián đoạn vì hết pin. Tổng kết lại thì HP Pavilion X360 là một chiếc laptop 2 trong 1 với thiết kế tinh tế, nhã nhặn, vô cùng gọn nhẹ, đồng thời có hiệu suất hoạt động tốt và một mức giá cực hợp lý. Thì em laptop này là một sự lựa chọn đáng mua cho mọi đối tượng. Bài cuối cùng thì link sản phẩm cũng như là các chương trình khuyến mại thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả để các bạn có thể click vào. Hẹn gặp mọi người ở trong những video sau.